Nhà yêu dấu vừa vẽ xà xuống xong thì cái tin này nó mới ra đó là Inu đặt mục tiêu thống trị năm 2022 với giờ Cibarium. Thì Cibarium này nó là cái gì thì để đã đáp ứng được cái việc sử dụng càng tăng trong cái ngày gần đây thì Inu đã công bố Layer 2 blockchain của riêng mình được gọi là Cibarium và mọi người hay gọi là 3 V2 á nhưng nó không phải là C3V2 quý vị nha mà gọi là C3 Layer 2 á trên cái nền tảng blockchain của riêng mình và được gọi là C3rium. Và dự định sẽ chuyển toàn bộ mạng lên blockchain đó. Ngoài ra C3 New cũng sẽ tung ra cái đồng tiền tablecoin của riêng họ sẽ lấy tên là SSI đọc là C á, và chạy phí gas bằng cách sử dụng token đan. Tất cả những cái thông báo này được đưa ra ngay sau khi CNU ra mắt trang web thông báo riêng của mình. Tất cả những điều này là bằng chứng cho thấy Shiba Inu đang rất coi trọng việc phát triển hệ sinh thái của mình và điều này thực sự có thể cải thiện hiệu suất của mạng, cũng như biến Shiba Inu thành một tài sản kỹ thuật số quan trọng. Hiện tại mỗi giao dịch trên Ethereum có giá trị hơn 9,1 đô la với phí giao dịch trên L Layer 2 đó chạm mức cao nhất là 86 đô la. Shiba nhằm mục đích giảm điều này xuống càng thấp càng tốt hơn nữa việc giải phóng khỏi các cái vấn đề về phí của ethereum có thể dẫn đến việc mạng lưới c chứng kiến sự quan tâm của các nhà đầu tư và các tổ chức do đó một khi điều này xảy ra c ba new chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều những cái dòng vốn từ các nhà đầu tư mới và hồi sinh để đánh dấu một cái mức ats khác trong tương lai gần đó thì là cái thông tin mới nhất và anh xả lên tóm tắt ngắn gọn cho quý vị chia sẻ thêm vừa mới xuống xong thì cái tin này nó mới ra cả nhà ấy thành ra là chưa có kịp chia sẻ trong cái video kia rồi và anh xả tạm dừng xin hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp